Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2020, thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu với toàn thể quý vị trên toàn quốc một mẫu sản phẩm, đó là bộ bàn ghế trường kỷ gỗ lim của Nam Phi. Đây là bộ trường kỷ đại. Thì bên cạnh những bộ trường kỷ đại gỗ lim này, chúng tôi đang sản xuất rất là nhiều những bộ trường kỷ gỗ hữu gụ, gỗ hương đá, gỗ gõ đỏ. Thì quý vị có thể xem và biết được. Và đi vào chi tiết của chiếc ghế dài đây, thì chúng tôi cũng giới thiệu qua về thông số kích thước để cho mọi người cùng biết. Chiếc ghế dài này chúng tôi làm kích cỡ là 2m17, chiều rộng là 67. Toàn bộ phần ván mặt là chúng tôi làm 3 phân. Phần vách là chúng tôi làm 4 phân, đục tứ quý 4 mùa, xuân hạ thu đông, hay còn gọi là thùng cúc trúc mai. Và vách giữa chúng tôi đục sen cò. Bộ trường kỷ gỗ lim Nam Phi này là đơn đặt hàng của khách hàng ở Hòa Bình. Thì đầu xuân năm mới chúng tôi đang đưa hàng vào hoàn thiện để bàn giao cho quý khách được đúng tiến độ. Bộ bàn ghế trường kỷ gỗ lim này cũng được chọn vân rất là kỹ về phần khuôn mặt. Toàn bộ những bộ trường kỷ đại thì chúng tôi có làm những xoáy ốc ở phần tay và phần chương. Bộ trường kỷ này thì chúng tôi làm phần quay là phần nền, chuyện tàu, lá dắt. Thì bên cạnh những bộ trường kỷ như này thì chúng tôi cũng còn những bộ trường kỷ dạ lậu thổ ngũ phúc. Thì quý vị có thể về xem hàng trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Yên Lanh ở làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Hoặc quý vị có thể liên hệ theo hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi có thể tư vấn miễn phí cho quý vị. Quý vị có thể tham khảo thêm hình ảnh ở đường link Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành. Chúng tôi đã để ở dưới mỗi bài video rồi. Quý vị có thể đọc ở phần mô tả. Đây là chúng tôi đang giới thiệu đến chiếc bàn trường kỷ đây. Chiều dài là 1m27 và chiều rộng là 57. Cũng là chúng tôi chọn vân rất là kỹ. Thì đầu xuân năm mới thì chúng tôi đã bàn giao một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ hương vân cho một công ty tại thành phố Nam Định. Và hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu tới quý vị một bộ trường kỷ nữa. Toàn bộ phần ván chúng tôi làm dày 4 phân, đục thùng cúc trúc mai. Còn phần sau là chúng tôi đục vách ô van. Khuôn mặt chúng tôi làm dày 3 phân. Và chiều dài của chiếc ghế dài là dài 2m17. Vì đây là bộ đại. Quý vị nào mà có phòng khách nhỏ thì quý vị có thể sở hữu bộ trường kỷ cỡ trung. Trường kỷ cỡ trung thì nó dài 2m05. Năm 2019 thì chúng tôi đã bàn giao rất nhiều bộ trường kỷ cho các đình chùa rồi thì tư gia. Thì đầu xuân năm mới chúng tôi lại tiếp tục bàn giao bộ trường kỷ này cho một khách hàng ở Hòa Bình. Cảm ơn 7.000 khách hàng đang theo dõi trên những luồng phát livestream trực tiếp của chúng tôi. Thì quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.